vào đây vào
thưa các cụ cao niên, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân xóm trại, lời đầu tiên thay mặt cho làng xóm trại cho phép tôi xin gửi các cụ các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân làng xóm trại lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho buổi dâng hương chào mừng lễ khánh thành đình làng xóm trại thành công rực rỡ. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân làng xóm trại, văn hóa văn nghệ là một hoạt động không thể thiếu được trong đời sống của mỗi chúng ta. Nó không chỉ mang lại cho niềm vui và sự giải trí mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện của mỗi con người. Thông qua những lời ca, tiếng hát, điệu múa của các cụ, hòa đồng văn hóa, văn nghệ tạo nên niềm vui văn hóa, văn nghệ tạo nên niềm vui, xây dựng được mối đoàn kết cho mọi người gắn bó hơn, đoàn kết hơn. Mặc dù điều kiện của chúng ta rất gặp nhiều khó khăn và cơ sở vật chất, nhân lực và điều kiện tập luyện, nhưng các cụ đã nỗ lực không ngừng để tổ chức một buổi dâng hương ý nghĩa kỷ niệm ngày khánh thành đình làng xóm trại. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần sự đoàn kết, sự sáng tạo mà còn là sự quyết tâm vượt khó của các cụ trong làng. Kính thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân, kính thưa các vị khách quý, đình làng xóm trại đã có từ lâu đời. Đây là công trình tín ngưỡng, là nơi thờ thần hoàng làng bà Vĩnh Hoa công chúa. Cùng các vị nữ nương, người đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, tạo dựng cuộc sống ấm no bình yên cho nhân dân được nhân dân tôn thờ. Đến nay ngôi đình đã xuống cấp trần trọng và bị di chuyển nhiều lần bởi khói lửa của chiến tranh hoặc sử dụng sai mục đích. Ngày nay được sự quan tâm của cấp chính quyền địa phương và các cụ cùng toàn thể nhân dân xóm trại đóng góp tinh thần và vật chất, cũng như sự công đức của các nhà hảo tâm quyết tâm xây dựng lại ngôi đình xóm trại ngày hôm nay. Đến nay các hạng mục công trình đã hoàn tất khang trang đẹp đẽ, đáp ứng được yêu cầu tín ngưỡng của nhân dân để không khí vui tươi khấn khởi. Lễ khánh thành đình làng xóm trại được tiến hành ban tổ chức dâng hương chào mừng lễ khánh thành đình xóm trại tổ chức lòng kính dâng trước thánh, cầu cho dân an, gia đình hạnh phúc, mọi sự bình an. Lễ dâng hương được bắt đầu. Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể nhân dân, mỗi năm chỉ có một lần mà thôi, già la tiên não chúng tôi qua bao ngày tháng bồi hồi chờ mong, hôm nay phấn khởi trong lòng dâng hương lễ thánh giữa trong đình làng. Trước khi đoàn vào lễ trình tứ vị, chúc toàn thể dân năm Giáp Thìn xuân sang, muôn nhà phúc thọ an khang, tích cực sản xuất nông trang được mùa. Chúc đoàn thể thi đua phát triển, đưa thôn nhà tân tiến dần lên, ấm no hạnh phúc lâu bền, dân nghèo xóa đói càng thêm mạnh giàu.
chúc các đoàn thể về trần lễ thánh cùng chúng tôi sát cánh dâng hương. Thay mặt tiến lão địa phương kính chào quý khách thập phương đã về, mấy lời mộc mạc tôn quê, mấy lời ngẫu hứng thi đề lôm na. Kính chúc lễ hội đình nhà một ngày dự lễ thật là đông vui. Sau đây tiến lão chúng tôi hiến dâng lễ vật vào nơi thánh đường. Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Con kính dâng năm phần hương tốt, khói bay lên tỏa khắp mười phương. Cúi xin thánh độ lòng thương, cho đội dâng hương chúng con vào cúi đầu lễ thánh. Nhắc trông lên phong cảnh hữu tình, nhìn trở lại bốn chữ sang ngang. Chữ ất, chữ giáp, chữ tín, chữ tin. Bốn chữ trường sinh thiên niên vạn đại. Ai mà đọc được tiền chủ hậu lai. Con bước chân lên đài cúi đầu kính lễ. Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Thank you.
Phật. Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Nhất định lễ dâng hương thiên cung, nhị định lễ dâng quả theo hương, tam định lễ kính trình thần thanh, tứ định lễ các cụ về đình lễ danh hôm nay. Bát dòng sơn thủy thật là cõi thiên, chúng con mộ đạo thanh hiền, sơn trà quả thực dâng lên bốn tòa, bát nhang thơm thơm ngát mùi hoa, các vãi con đi lễ thánh để mà tu thân, xuân tu soi xét cõi trần, đồ cho già trẻ toàn dân an lành. Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Hoa quả tiên. Thank you.
Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Con kính dâng năm phần hương tốt, khói bay lên tỏa khắp mười phương, cúi xin thánh độ lòng thương, cho đội dâng hương chúng con vào cúi đầu lễ thanh, nhắc trông lên phong cảnh hữu tình, nhìn trở lại bốn chữ sang ngang, chữ ất, chữ giáp, chữ tín, chữ tin, bốn chữ trường sinh thiên nhân vạn đại. Ai mà học được tiền chủ hậu lai, con bước chân lên đài cúi đầu kính lễ. Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Thanh Thủy Tiên. Thank you.
ngày thực hiện chương trình văn nghệ đêm nay, xin gửi tới quý vị sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, mỗi chúng ta cũng có một quê hương để thương yêu, để nhớ. Mỗi con người chúng ta có muôn vàn cái riêng, nhưng có một cái chung, đó là mái đình, giếng nước, cây đa. Điều đó đã in sâu trong tâm trí của chúng ta. Dù đi đâu hay làm bất cứ việc gì, nhưng khi về lại quê hương chúng ta cũng sắm lễ nghi, gội lòng trong sạch đến trước Đức Thánh để tạ ơn người đã ban cho chúng ta sức khỏe, may mắn và thành công. Kính thưa các cụ Cao Niên, thưa toàn thể nhân dân, đình xóm trại của làng ta đã có từ rất lâu, nhưng với sự biến cố thời gian, ngôi đình đã dần xuống cấp. Với lòng mong mỏi của mọi người dân, ban tổ chức xóm trại đã đứng lên kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, những người con quê hương đang đi làm ăn, sinh sống trên mọi miền tổ quốc, với nhân dân đồng xây dựng. Qua một thời gian dài khởi công và xây dựng của người Việt Nam, với thỏa lòng mong mỏi của xóm trại, kính thưa toàn thể nhân dân, được sự nhất trí của lãnh đạo địa phương, ban tổ chức đình xóm trại cùng với bà con nhân dân trong làng hôm nay vui mừng phấn khởi tổ chức đêm giao lưu văn nghệ kính mừng Phật Đản mang ý nghĩa thiêng liêng này. Về với buổi văn nghệ hôm nay, tôi xin phấn khởi được đón các cụ, các ông, các bà, trưởng ban, đoàn thể trong thôn, các cụ Cao Liên, toàn thể nhân dân về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về dự với đêm văn nghệ hôm nay, chúng tôi vô cùng phấn khởi được đón các ca sĩ, nghệ sĩ, những người con quê hương, sớm nắng, chiều mưa. Nhưng hôm nay, trên sân khấu họ đã là những diễn viên hết sức đặc sắc, đem những lời ca, tiếng hát của mình. Và mở đầu chương trình hôm nay, tiền chủ hậu khách xin trân trọng kính mời đội múa của thôn với tiết mục Múa lễ lên đình thắp một tuần nhang hướng về Đức Phật. Xin trân trọng quý mời quý vị cùng thưởng thức. Sau đây là tiết mục bắt đầu. Muôn ba khắp nẻo dương trần, nay con về với cửa nhân cõi thiền. Bỏ lo âu bớt ưu phiền, tĩnh tâm tìm phút bình yên riêng mình. Muôn ba khắp nẻo dương trần, nay con về với cửa nhân cõi thiền. Bỏ lo âu bớt ưu phiền, tĩnh tâm tìm phút bình yên riêng mình. Đội lễ đi lên ý chùa, hôm mi nay chúng con thành tâm đội lễ đi lên ý chùa, thắp một tuần nhang hướng về Đức Phật, tâm trí nhẹ nhàng phong thái nghiêm trang. Con nguyện cầu hai chữ, hai chữ bình Phật đàn. Ôi linh thiêng phút xây bình yên, quỳ dưới Phật đàn. Chuông mõ ngân vang kệ kinh lắng lại, con thấy trong lòng như có nắng ban mai, như nhiệm màu Phật pháp nghi, Phật pháp sáng nghi, ngời nghi soi nghi. Sống ở nghi trên nghi đời,
dăm từ bi bác ái thì giá chân thành cho phúc đức sinh sôi cho cuộc đời mãi 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 hơn thì vui. Trong tâm đó ai có lòng thành Phật độ chứng minh tâm đức Phật Phật ở Phật ở trong tâm xóa hết nghi lỗi nghi lầm nhân xóa hết nghi lỗi nghi lầm không làm ác gian chăm lo công đức chung sức xây đời hạnh phúc ấm no Phật trong đời Phật chiếu Phật chứng muôn nơi Tiếp theo chương trình là vào đình của bà Thế, gái làng xóm trại sau đây. A Di Đà Phật, con là gái ở xóm trại, đã đi xa quê được 55 năm rồi. Hôm nay xóm xây tôn tạo lại ngôi đình cũ, con không biết hát được thôi, con cũng nghêu ngao để vui mấy hội xóm ạ. A Di Đà Phật ạ. Vào đình tay con thắp mía thắm tuần nhang để con vào đình, con vào đình để con lễ thánh xong ra đón khách thập phương đến năm đình làng đình tình hỡi ly tinh ơi ở đình con đi vào đình bây giờ con ra đón khách nghĩa khách thập phương đến thăm đình làng cùng cộng đồng cầu xin Phật Thánh cho tam chữ mạnh khỏe bình an trong mưa mưa thuận hòa tình tình hỡi ly tinh ơi ở đình con đi vào đình bây giờ con qua nước nghĩa nước kẻ xanh nghĩa con mời cưới chầu vàng con thêm canh quảng cao bồ sau con kính mẹ sôi cho con vui mừng mừng mẹ đã có tâm dâng đứng vào đình con dâng vào đình bây giờ con xin chúc nhớ các cụ ông có bấy nhiêu lời đăng lên đình cầu xin Phật Thánh cho gia quyến hay chữ bình an cho con thảo hiền thì lòng mẹ vui sướng biết bao già tăng thêm tuổi già con nên đình ngày hôm nay đang mở hội con đi bộ văng vẳng nghe tiếng chân đình con đi vào đình con đi vào đình lòng con vui sướng vui con đi vào đình trong lòng vui sướng vui bao cụ ông mới vào đội dâng hương bận rộn đi vào ra đón khách nghe thập phương đón lễ dâng hương đình làng ta năm nay mở hội cảnh đẹp mía lạ thay con ước mong bao ngày lên đình cầu cho xóm thôn con ước mong bao ngày lên đình cầu cho xóm thôn con lên đình là ngày hôm nay con xin phấn khởi con vẫn khởi các mẹ cho con xeo hầu
con xin cần cầu cho đồng làng quê tốt tươi, con xin cần cầu cho đồng làng quê thắm tươi. Đình làng ta ngàn năm văn hiến, người quê ta chăm mến ngàn thương. Về đình lễ Phật cầu an, cầu cho quốc thái dân an thịnh cường. A Di Đà Phật. Ngọt ngào hương đưa tiếng chuông xưa nhắc con nay thăm lại quê nhà. Mơ mà như mơ đêm qua dương mà trăng tà, mà hôm nay trăng lên sương tàn, nắng đẹp anh chiếu chặn hòa mai đình bao mến tươi. Ngập tràn an vui như ân hoan, hôm nay dâng trong giả bao người. Như nhắc cùng ta ơn ai, ai đã tạo cảnh này. Một cây đâu lên non trăm cây trộm lại, mới mới lên hòn mà núi cao. Một lần ghé thăm biết bao nhiêu du luyến ở trong lòng. Khen chứ còn xem ai, ai đã xây xây lên cảnh hữu tình. Dù đi xa muôn vương là vẫn nhớ về lời ấy quê nhà, mai đình bao bên thương. Dù đi xa muôn vương là vẫn nhớ về lời ấy, mái đình bao mến thương. A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình là hát chầu vào đình của bà Dậu gái làng xóm trại. Xin quý vị cho bà Dậu một tràng pháo tay ạ. A Di Đà Phật ạ. Hôm nay xóm trại ta mở hội đình làng đình của xóm. Con gái của xóm, con về góp vui mê xóm một bài. Con chưa hát bao giờ đâu, thì thôi tất cả trong sân đình hôm nay các cụ có hay hay có dở cứ cho chàng vỗ tay. Hôm nay đình quê ta mở hội, con về đây thắp một tuần hương. Con đi đến đi cửa đình nghỉ hôm nay con đi đến đi cửa đình nghỉ tuần hương nghĩ mà con thắp mi ơi ơi a đề Phật bà chứng ấy mình con về đây dù lễ mộng lòng thành nghi con về đây dù lễ mộng lòng cho chúng con đi con hằng nghỉ mong dù lễ mộng lòng thành con kính nghỉ dâng dù lễ mộng lòng thành xin mời quý khách ơi ơi à để ăn nay cho
chào với quê hương đem lời ca cầu dài bạn mặn mà đem lời ca cầu dài bạn mặn mà hết ạ. Đề nghị quý vị cho bà Dậu một tràng pháo tay nào. Nghề thì còn rất là dài. Các quý vị, các bà con trong xóm lên tiếp tục, lên đăng ký các chương trình văn nghệ tiếp theo ạ. Tiếp theo chương trình là điệu múa sông đăng của đoàn múa đến từ xóm trại. Sau đây xin mời quý vị cho đoàn múa một tràng pháo tay để đoàn múa xin được bắt đầu ạ. Sông đăng thấp thoáng bên lầu, sông đăng các vãi về hầu mẫu vương, nhắc trông lên sáng tỏa hào quang. Y a y a y a sông đăng tỏa sáng hào quang, sông đăng các vãi hai hàng què oai, thắt lưng đài giọt ngắn giọt dài. Y a y a y a soi từ thành thị kinh đô, soi cho đất nước bốn mùa nở hoa. Y a y a y a chùa gần cho tới chùa xa, phải đi lễ mẫu cả nhà an khang. Y a y a y a sông đăng tỏa sáng hào quang, sông đăng các vãi hai hàng què oai, thắt lưng đài giọt ngắn giọt dài. Y a y a y a soi từ thành thị kinh đô, soi cho đất nước bốn mùa nở hoa. Y a y a y a chùa gần cho tới chùa xa, vai đi lễ mẫu cả nhà an khang. Y a y a y a sông đăng thấp thoáng bên lầu, sông đăng các vãi về hầu mẫu vương, nhắc trông lên sáng tỏa hào quang. Y a y a y a sông đăng tỏa sáng hào quang, sông đăng các vãi hai hàng què oai, thắt lưng đài giọt ngắn giọt dài. Y a y a y a soi từ thành thị kinh đô, soi cho đất nước bốn mùa nở hoa. Y a y a y a chùa gần cho tới chùa xa, vai đi lễ mẫu cả nhà an khang. Y a y a y a sông đăng tỏa sáng hào
quang sông đăng các vãi hai hàng uể oai thắt lưng đài giọt ngắn giọt dài y y a y y a y a a soi từ thành thị kinh đô soi cho đất nước bốn mùa nở hoa y y a y y a y a a a chùa gần cho tới chùa xa vai đi lễ mẫu cả nhà an khang y y a y y a y a a a. Alo. Xin mời quý vị cho đoàn múa một tràng pháo tay ạ. Tiếp theo chương trình là bài thơ dành tặng cho bà con xóm trại Mai Khê của nhà thơ Nguyễn Thị Bình. Sau đây xin mời quý vị được thưởng thức ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị quý khách gần xa, hôm nay tôi rất phấn khởi khi xóm trại đã xây dựng được một ngôi đình khang trang thịnh vượng như ngày hôm nay. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi có làm một tôi không biết hát, không biết múa, nên tôi làm một bài thơ để tặng bà con xóm trại. Khắc lòng đất mẹ thổ công, lòng dân xóm trại sông Hồng chung kiên, an cư lập nghiệp ấm êm, chôn rau cắt rốn tổ tiên bao đời, đồng quê gốc cội xanh tươi, ơn người vun sới bón chồi cho nay. Lối xưa mưa nắng vạn ngày, tiền nhân chiêu chất đong đầy thời gian, ơn xưa để lại lộc vàng, xóm trại xin dựng đình làng tại đây. Vĩnh Hoa nữ tướng góp tay với bà trưng để đất này tự do, giang sơn dựng lại cơ đồ, nước nhà độc lập niềm mơ thỏa lòng. Sông kia dải lụa thắm hồng, phù sa bồi đắp bãi đồng lúa ngô. Từ khi có Đảng Bác Hồ, Trung Kiên phấp phới ánh cờ vàng sao, Việt Nam dân chủ tự hào, nhớ người uống nước lẽ nào lại quên. Tâm linh nhân đức móng nền, thần hoàng thờ phụng ấm êm cậy nhờ. Xóm làng đi sớm về trưa, đủ nghề thầy thợ cày bừa ruộng nương. Công nhân trí thức danh thương, tài năng phát đạt mọi đường thịnh hưng. Cán bộ phải được dân thương, chí công đức hạnh tâm lương dốc lòng. Thương dân thương lấy cộng đồng, không ưa tham nhũng mưu vòng kế gian. Yêu nước hãy yêu lấy làng, yêu thôn yêu xóm họ hàng bà con. Bạc tiền tày núi tày non, không chê nhân đức trong vòng dân gian. Phật trời con mắt hào quang, xét soi thiện ác gian ngoan từng giờ. Đình thiêng xóm trại kính thờ, ơn người cứu nước ơn nhờ lộc xưa. Tuần rằm mùng một hương đưa, trầm thơm khói tỏa ước mơ dãi lòng. Linh thiêng đồng bãi sông Hồng, mái đình ấm áp giữa lòng nhân dân. Thế ạ. Toàn thể nhân dân, kính thưa hai giới các cụ, kính thưa tất cả tân khách. Hôm nay xóm trại, thôn cư xóm trại chúng tôi
Bây giờ tôi chỉ có mấy câu lôm na để có những cái tâm huyết ở di tích ở đây mình. Đêm qua thắp ngọn, đêm qua bóng điện mập mờ, con nằm con nghĩ mấy câu quê nhà. 10 năm vất vả gian lao, ngày nay mới được ngôi đình khang trang. Động viên con cháu xa gần, mỗi tháng một lần đi ngược về xuôi. Xin hết ạ. Và tiếp theo chương trình lại bài Vào Đình của bà Bảy, xóm trại Yên Ngoại. Sau đây xin bà con cho bà Bảy một tràng pháo tay ạ. Cháu xin giới thiệu là cháu hơi hồi hộp. Hôm nay đình làng xóm trại khang trang lộng lẫy để chúng con về đây để xin hát một bài. Vào đình, đình mở cửa ý, đình ra ý, con vào. Tay châm đèn, tay thắp lên, con thỉnh mõ, con thắp tuần nhang dâng lên bà tòa. Con nguyện cầu cho xóm, cho thôn được bình yên, hạnh phúc mọi nhà. Ở đình con đi vào đình, vào đình đông vui năm mi. Các mẹ ơi, trong đình có các vãi tụng kinh Di Đà, xin Phật bà ban nó ấm, ban hạnh phúc cho mọi nhà. Là mẹ già ơi, mẹ đi đi lễ Phật lễ trời, gia tâm là tâm một chút, để con dâng vào đình, tình tình ơ linh tình ơ ơ đình là con dâng vào đình. Không ạ. Con dâng vào đình, tình tình ơ linh tình ơ ơ đình là con dâng vào đình. Mẹ đi đi lễ Phật lễ trời, gia tâm là tâm một chút, để con dâng vào đình, tình tình ơ linh tình ơ ơ đình là con dâng vào đình. Thanh niên phụ nữ đứng ngoài, gia tâm là tâm một chút, để con dâng vào đình, tình tình ơ linh tình ơ ơ đình là con dâng vào đình. Mẹ đi đi lễ Phật lễ đình, gia tâm là tâm một chút, để con dâng vào đình, tình tình ơ linh tình ơ ơ đình là con dâng vào đình. Mẹ đi đi lễ Phật lễ trời, gia tâm là tâm một chút, để con dâng vào đình, tình tình ơ linh tình ơ ơ đình là con dâng vào đình. Thanh niên đi lễ Phật lễ trời, gia tâm là tâm một chút, để tôi dâng vào đình, tình tình ơ linh tình ơ ơ đình là tôi dâng vào đình. Tiếp theo chương trình là Nghĩa Tình Mai Yên, sáng tác Việt Yên, dân ca Nam Bộ, trình bày Vũ Mai Yên. Toàn thể dân làng Mai Yên, một ca khúc Nghĩa Tình Mai Yên do chính tôi sáng tác, và video là do kỹ thuật của video là của Duy Thuần. Sau đây, xin gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà.
con còn gì, cháu con này hợp chung tính quyết tâm hoàn thành. Mai Yên đã về thành công, tất nên ngồi đi chung nên thành nhà buôn thương tu hòm về đây. Về Mai Yên, Yên quê Vĩnh Phúc, nhớ bên sông Trường trăm sào với tiếng thuyền con, đã bao năm na đành đưa đón cánh xa bằng gần. Phía xa ta chân trời như cánh diều vẫn đang vẫy gọi tuổi thơ. Bạn về đây mình thăm quý tế, nghe bốn mai kề đã vào giấy bên cửa xanh, nhớ cha ông từng anh đúng ý sinh viện tù. Công chiến hào miền Tây đem chiến công cho làng quê, giữ gìn con sông tươi đẹp ngày mai. Về Mai Yên làng quê Vĩnh Phúc, kể lối tâm đào tiên đào trong anh bình minh, đến bên nhau vòng ân ái. Bốn thương ta câu hò theo kế tình, anh em chung họp cùng nhau. Hẹn năm sau lại mang câu hát, kết nối tơ duyên nghĩa tình trước sau bền lâu, hứa với nhau tình ta mãi thiết tha mặn nồng. Bốn phương ta câu hò theo kết tình, anh em xin hẹn lần sau. Hẹn lần sau lại mang câu hát, kết nối giao duyên kia tình trước sau bền lâu, đến bên nhau cầu cầu thắm sắt con con. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà. Song song với tiết mục của chàng thể rể xóm trại thì điệu múa chắp tay lạy Phật dược sư, và bây giờ xin mời quý vị thử cùng thưởng thức ạ. Xin mời đoàn múa bắt đầu. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Một nén hương thơm con xin dâng lên người Đức Phật dược sư. 12 nguyện lớn của người đem đến cho đời vạn niềm vui. Nhân gian bước qua bao la bể khổ, cho con bước qua bao bến mê đời.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quán Dương Phật. Người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền khổ lụy đời con, tìm lên cõi phúc trong đời, quỳ dưới chân Ngài nguyện thành tâm. Con xin phát nguyện nương thân cửa Phật, trăm năm sống vui trọn kiếp con người. Phật Dược Sư hào quang sáng ngời, hào quang sáng ngời soi đường chúng con vượt qua tăm tối. Phật Dược Sư bàn tay niềm màu xoa dịu nỗi đau tật bần, xua tan lo buồn trầm luân thế gian. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quán Dương Phật. Người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi, trầm hương tỏa ngát đất trời, quỳ dưới chân Ngài Phật Dược Sư. Con xin chắp tay, con xin khấn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con người. Hào quang sáng ngời soi đường chúng con vượt qua tăm tối. Phật Dược Sư bàn tay nhìn màu xoa dịu nỗi đau thật mờn, xua tan lo buồn trầm luân thế gian. Người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi, trầm hương tỏa ngát đất trời, quỳ dưới chân Ngài Phật Dược Sư. Con xin chắp tay, con xin khấn nguyện cho con sống vui trọn kiếp con người. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quán Dương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quán Dương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quán Dương Phật. Vâng ạ, xin mời quý vị và toàn thể nhân dân cho đội múa một tràng pháo tay ạ. Hôm nay đình của xóm trại mở hội để khánh thành đình của xóm. Thì chúng con là hai cô cháu, nhưng mà là gái của xóm. Bây giờ hai cô cháu là về một làng. Bây giờ như hai cô cháu chả hát bao giờ, thì hôm nay mới bắt đầu trổ tài mới xóm mình. A Di Đà Phật ạ. Thì hát bài máy đình cây đa.
lâu. Ừ. Ngắm đình làng khang trang to đẹp, để hội làng tiếng hát ngân vang, nhớ ơn phúc đức thành hoàng, xây nông thôn mới giàu sang muôn đời. Đào mai là mai hoa nở đón xuân sang, xóm thôn toàn dân phân khởi về vui chung với hội làng, tập nên hương kinh cẩn thành hoàng, toàn dân một năm thịnh vượng với an khang, đến mọi nhà hát nên muôn ngàn lời ca, vui hội làng lòng rộn ràng tôi mong chờ. Đình làng ta ngày nay tôn tạo mới khang trang, chứng công là công của đức thành hoàng, làng ăn xưa bao tháng năm tâm đợi mong chờ. Làng quê là quê bao tượng với cây đa mãi đình, mãi các kỳ nguyện tâm linh, vui hội làng lòng rộn ràng tha lỗi mong chờ. Hôm nay về với hội làng mừng nông dân giới giàu sang mọi nhà, nhớ mái đình giếng nước cây ra, ngàn năm gắn bó đậm đà tình quê, cùng nhau hát muôn lời ca mừng, ta chung sức đồng lòng nông thôn mới đầy đắm, quyết tiến bước trên đường giàu sang, về hội làng lòng rộn ràng tha nỗi mong chờ. Ôi mãi đình thêm nặng tình, thêm nặng nghĩa, và toàn dân ta kết đoàn, xin hát lên ngàn lời ca, nhà mình giàu, làng mình giàu, đất nước đẹp giàu, quyết tiến bước dưới ngọn cờ của đảng, để xây đắp quê hương đẹp giàu, nguyện chung sức tất lời đẹp đạo, quyết tâm vươn tới sáng giàu văn minh, vui hội làng là vui hội làng, lòng rộn ràng thoa nỗi mong chờ, làng quê muôn đời vẫn non nhớ hình cây đa mãi đình, xin hát lên ngàn lời ca, nhà mình giàu, làng mình giàu, đất nước đem giàu. Đấy tạ. Phật để con tìm một đoạn nữa. Hôm nay về với làng, hôm nay về với đình ta, có tâm có đức, có đức để hôm nay về đình. Hôm nay là nay về với đình ta, có tâm là tâm có đức để hôm nay về đình. Đình làng ta ôi cảnh đẹp vô cùng, ôi đình là đình rất đẹp để anh linh đời đời. Tình ta a hồi là hư hồi hư là hư hồi hư. Đào xuân là xuân lễ hội tháng riêng, áo thề là thề khăn xếp để hôm nay về đình, tay con dâng hoa quả lòng thành. Kính trình là trình tam bảo để tao lên Phật trời. Tình ta tình a hồi a hư hồi hư là hư hồi hư. Hôm nay là nay về với đình ta, có tâm là tâm có đức để hôm nay về đình. Từ cụ ông cho đến cụ bà, tuy rằng là thằng cao tuổi vẫn tham gia về đình. Tình ta tình a hồi hà ư hồi hư là hư hồi hư. Tiếp theo chương trình
là bài thơ Đình Xóm Trại của tác giả Vũ Văn Yên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, để tiếp nối chương trình, xin gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà, dân làng Xóm Trại một phẩm thơ. Người đất Mai Yên thật tuyệt vời, xưa nay truyền lại từ ngàn khơi. Đất lành chim đậu xuống xuê bơ lật, gia hạnh bình an trái ngập trời. Mãi mãi tương lai luôn ấm bơi, mai sau đài cát tỏa muôn nơi. Đón xuân hạnh phúc niềm vui mới, đất trại Mai Yên thật rạng ngời. Giới các cụ bên trại kính thưa dân làng, hôm nay đình làng ta khang trang lộng lẫy, lòng tràn đầy vui sướng biết bao. Con là gái yên ngoại, là dâu yên ngoại, cũng là gái thiên hạ. Chúng con hai bên trại và xóm trại yên ngoại cũng là một. Chúng con thay gái làng, chúng con cũng là gái thiên hạ về làm dâu. Con xin hát một bài về quê mẹ. Đường về quê mẹ ý ơi, giữa mùa xuân chương trình hội lớn, nghe ấm áp tình nghĩa làng quê đông vui rộn ràng. Quê hương mình đổi mới khang trang, thêm đẹp giàu là nghề thêm đẹp giàu. Tiệc đình làng mùa xuân mới có dù ai đó đây xa gần, lời sinh thành ngàn năm truyền thống, có di tích từng mãi ngàn xưa lưu đến bây giờ. Từng ngoại nhà đi lễ nghiêm trang, rước vào hồ đình dâng hương trong đình. Hương trầm trầm thơm ngát ní lễ đặt nên chúng con khấn cầu, cho mọi nhà an khang hạnh phúc, với tiếng hát bình yên nước non mạnh giàu. Lúa trên đồng bát ngát xanh tươi, nó mọi nhà là niềm vui tràn hòa. Con xin hết. Rất vui mừng và phấn khởi hôm nay, chúng tôi cũng là rể của trên Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội. Hôm nay cũng rất vui mừng, phấn khởi được mừng cái ngày khánh thành đình làng của quê hương, tức là quê hương thứ hai của anh em rể chúng tôi. Cũng rất vui mừng nhận được lời mời chúng tôi về. Cái thứ hết là cũng là gửi lời là mừng và lời chúc sức khỏe đến toàn thể ban tổ chức, rồi là cùng toàn thể dân làng cũng luôn luôn có một sức khỏe và phát huy truyền thống quê hương của xóm Mai Yên. Thì xin chân thành và cảm ơn. Sau đây tôi xin gửi bài hát chèo lời hẹn hoa ban. Rừng ban trắng dân thương, tổ quốc gọi anh hăng hái lên đường. Bạn làng vui tiến chân anh người lính. Trên quê hương mình đất mẹ thương nhớ, trong ngàn ban rừng chim rừng đàn hoa vang, con suối reo ngân nga
đôi mắt ai đến ngoan theo bước người đi xa hành quân thung lội nhớ nàng. Nghĩ quê em đi đợi tin đi anh người chiến sĩ cánh dương miền biên cương nhớ thương nơi quê nhà em là hoa hoa ban thắm sáng tim miền nâng bước quân đi hành đâu tiến gì tuổi xanh bức tranh em đẹp đi bao nghĩ vàng nơi quê hương em vẫn đợi vẫn chờ tình yêu thương người con đất nước nhớ không anh bên rừng ban hẹn ước sẽ trở về khi tổ quốc bình yên mùa nghỉ xuân hoài lại gieo ý tiền tham công tiếc màu sương thương bao nghĩ đường ảnh đã vì lòng không anh có nhớ không hẹn ước năm mấy lần đến thân thương em đợi em chờ dương xanh vang rồi bao tiếng con anh em nghĩ ruộng dâng lên tuổi xanh mãi mãi cùng cuộc hành kết thành lời ca tiếng hát vang sang thầm tươi muôn ngàn hòa bình lỡ hoa cho em vẫn đợi anh nghĩ về xin chân thành và cảm ơn ạ. Và tiếp theo chương trình là Chèo Đò Vui, là tiết mục của các vãi trẻ trong thôn. Mời tất cả chúng ta cùng hướng về sân khấu để cùng thưởng thức tiết mục này. Xin trân trọng. Chưa đứng đội hình được chưa? Mẹ ra mến cảnh chiến môn đường xa với mỏi chân trồn mẹ ơi khoan lại do khoan là khoan lại họ khoan mẹ đi lễ Phật lễ trời tiền mẹ trong túi mỗi người vài xu khoan lại do khoan là khoan lại họ khoan mẹ đi ngày tháng ngao du gió thanh là quạt chẳng thu là đèn khoan lại
số quan là quan lại họ quan. Con xin mời mẹ xuống thuyền để con chở mẹ về đền Bắc Ninh. Khoan lại dâu khoan là khoan lại họ khoan. Mẹ ơi có thấu đến à tình, ra tay gắng sức ra tay con à chào. Khoan lại dâu khoan là khoan lại họ khoan. Thuyền con mắc cạn réo leo, ra tay gắng sức ra tay con là nên. Khoan lại dâu khoan là khoan lại họ khoan. Mẹ già xin cứ ngồi yên, con xin chờ mẹ về đền mẹ ơi. Khoan lại dô khoan là khoan lại họ khoan. Thuyền con ba sầu chỗ ngồi, mỗi khoang mỗi đền mỗi màu gấm theo. Khoan lại dô khoan là khoan lại họ khoan. Cánh buồm căng tấm dâu à điều, mái thuyền là bạc đầu thuyền khám trái. Khoan lại dô khoan là khoan lại họ khoan. Con xin ở lại đến mai, ơn trời tạnh gió mê thời quá sông. Khoan lại dô khoan là khoan lại họ khoan. Qua sông thì phải lũy đò, mẹ đi lễ Phật trên lá lại à gì. Khoan lại dô khoan là khoan lại họ khoan. Ung dung con đẩy thuyền đi, mẹ đi lễ Phật đến khi nào à về. Khoan lại dô khoan là khoan lại họ khoan. Hết đông rồi lại sang à hè, mẹ đi lễ Phật bao về thì bao. Khoan lại dô khoan là khoan lại họ khoan. Thuyền con vượt ngọn sông đào thì con mới được công lao viên à toàn. Khoan lại dô khoan là khoan lại họ khoan. Thuyền con vượt ngọn sông à đào thì ở con thì con mới được công lao tàng tàng tình tàng tình ô tàng ô tàng tình tàng ô tàng ô tàng tình tàng thì con mới được công lao viên à toàn. Ô tàng ô tàng tình tàng ô tàng ô tàng tình tàng. Thuyền con vượt ngọn sông à đào thì ở con thì con mới được công lao viên à toàn. Ô tàng ô tàng tình tàng tình ô tàng ô tàng tình tàng ô tàng ô tàng tình tàng. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân xóm trại,
bài chèo đã khép lại chương trình văn nghệ Khánh Thành đình làng xóm trại ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị khách xa gần, toàn thể bà con nhân dân đã quan tâm ủng hộ đêm văn nghệ được thành công rực rỡ. Một lần nữa, xin chúc quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc quý vị có một buổi tối bên nhau trò chuyện và chúng ta tiếp tục uống nước, ăn trầu để tỏ tình những câu chuyện bên sân đình. Xin trân trọng cảm ơn.